chai nhiều. Đem vô tổng phụ nha, cũng không có gì đâu. Dạ. Mừng mì với gạo thôi. Dạ. Wow, ơi, quá mừng, quá quý. Mừng rồi. Vô cho bạn mì với gạo quá. Để ăn uống thấy nấu đồ thấy. Dạ, không được. Rồi. Bạn ở đâu ta? Đâu dạ, trong này ăn. Để trong đó, trong đó. Trong đó được không? Nghe. Dạ, được, được. Không được, được. Cứ ăn. Bây giờ là ok rồi. Ê chị. Sao vậy chị? Ngọc. Hay là bà quên cái gì? Chị quên cái gì vậy chị? Ngọc, gì vậy ta Ngọc? Ngọc ơi. Chị, sao vậy? Chắc chắc quên đồ rồi, để vô chổng cho Ngọc cái đồ này mày. Đã đâu quay trở lại với kênh của mấy anh em, thì ngày hôm nay anh em bất ngờ nhận được một cái thông tin, đó là có một anh trai gọi điện thoại cho anh em mình, là coi như là xem qua video clip của anh em mình á, thì muốn là xuống để mà hỗ trợ cho cái cô gái này, thì không biết như thế nào, thì anh tới rồi quý vị ơi. Rồi, chào ủa anh. Dạ, chào anh. Chào anh đây, quen mà anh em. Dạ. Dạ, anh trai này hình như quen này. Ừ. Đúng rồi, tôi mở người cô gái đây nè. Ồ dạ. Dạ, trời. Thì chị biết sao không? Dạ. Tôi hôm qua tôi có coi được mấy clip của anh. Dạ. Của mấy anh á. Thì thấy cũng hay quá. Có cái cô gì cô Hương vậy? Dạ dạ. Làm nghe thấy kiểu như thấy tâm linh, thấy ghê quá đi, nên là cũng sợ. Dạ. Nên câu cá thì tự nhiên qua nay không dám đi câu cá luôn, thì cũng có nói chung nhờ với anh cũng tìm hiểu cũng hay quá, nên là bữa nay thì tôi có đem ít kiểu như là thực phẩm đến để kiểu như hỗ trợ cái bạn trong đó. À, dạ, thì dạ. Có gì mấy anh dạ dạ ok anh dạ, cảm ơn anh trai nhiều. Đem vô tổng phụ nha, cũng không có gì đâu. Dạ. Mì với gạo thôi. Dạ. Wow, ơi quá mừng, quá quý. Quá mừng rồi. Vô cho bạn mì với gạo quá. Để ăn uống thấy nấu đồ thấy. Dạ. Không được. Rồi. Bạn ở đâu ta? Trong dạ, trong này ăn. Để trong vô trong, trong đó được không? Nghe. Dạ, được được. Không được, được. Cứ ăn. Bây giờ là ok rồi. Dạ. Đây cũng... bây giờ có anh Mạnh Thường Quân đến cho gạo với mì cho chị Ngọc cái gì ơi. Tại vì là chút xíu nó anh em mình đi chợ mua cho chỉ cục thịt là có gạo mì đồ nấu cơm ăn được rồi. Đúng rồi đấy, có gạo có mì đồ nấu ăn. Mà không biết người gừng có biết nấu cơm không ta? Ủa tên Ngọc mà mình kêu người gừng hoài cái quen miệng. Ta có tên đàng hoàng mà. Đi thẳng với đây ha. Ừ, dạ, thẳng, dạ. Thẳng đi anh đi theo cái đường mòn đấy. Dạ. Sao mở là bữa giờ là mình cũng biết mấy tháng trước rồi, bây giờ mấy anh em chia sẻ lên á thì anh mới tìm hiểu là anh dạ, mới dám tiếp cận hả? Dạ mới xem thấy chạy trong đây mà mình cũng sợ mình không dám vô. Dạ. Dạ. Câu cá ở ngoài không biết. Rồi những cái lần trước á anh, dạ, lúc mà thì anh chưa có tiếp cận á, là anh có bao giờ gặp mặt bả một lần nào chưa? Dạ cũng không thấy mặt, anh thấy bóng lưng kêu lại cái là bỏ chạy vô trong đây luôn. À cứ thấy người là vậy thôi. Dạ. Dạ. Sợ người á. Bây giờ là đỡ rồi anh. Mình không sợ, mình cũng đâu dám đuổi vô đây đâu. Dạ. Yeah. Mình đi thẳng vô trong luôn hả? Dạ, dạ đúng rồi. Đó cái trời đó anh, cái trời thấy anh bên trái. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc ơi. Có chị đâu rồi, đang làm gì chẳng à? À đây có đây, chị đó đây hả? À, dạ dạ. Đang ở trong hả? Chị ở trong á. À đấy, chị đang ở trong kia kìa. Chị Ngọc ơi. Có anh trai này cho chị gạo với mì nè chị Ngọc. Dạ, chào chị ạ. Thì em có coi cái clip của mấy anh em đây nè. Thì thấy mình hay ăn uống cũng không có gì hết. Thì bữa nay em tính gửi cho mình ít gạo với mì chị nha. Dạ dạ. Em gửi chị để đây có gì vậy? Có gì ăn uống cho nó đàng hoàng. Còn mình chị ở đây rồi, nhà ở đâu rồi sao không chịu đi ra nhà ở cái gì, nhà nghỉ cái gì phòng trọ chứ ở đây nguy hiểm, gái chỉ có mình đây rừng rú không sao. Chị Ngọc từ sáng tụi anh cũng phiên như em vậy đó, mà như cô gái không có chịu ra ngoài. Thì mình cũng đến đây cũng hỗ trợ chị thôi, còn quyết định là của chị nên là mình cũng không biết gì. Nói chung mình cũng suy nghĩ đi. Rồi có mấy anh em nhờ mấy anh em, ví dụ chị đã khuyên giùm chị. Dạ. Cho chị ra ngoài ở chứ ở đây nói chứ cũng rừng rú rồi ai biết gì trong đây, nguy hiểm thì chết. Mình vô đây giờ mình cũng sợ. Dạ. Muốn rung không.
Đây nói chung ra là trời mưa xuống rồi không biết làm sao mà ở luôn á. Dạ. Mưa gió hôm nay bão quá trời. Ở đây. Cái chòi này đâu có che được. Nhưng mà anh, cho em hỏi là lần này là lần đầu tiên anh đi vô đây luôn đúng không? Đúng rồi, to. Đâu có dám vô đâu, thấy thấy cái bóng bả đi vô á mà à. Mình kêu nó ủa đi sao đi vô đây. Mình vừa kêu quá là bả chạy sọt vô hết à. Trời thì ra là đây là ngày hôm nay là quý vị các anh này thì nhà cũng gần đây. Nên thành ra vô hồi lúc đầu tiên mà mình gặp là cũng nhờ anh trai chia sẻ là thấy ở trong đây. Đó, nhưng mà là ngày hôm nay anh mới dám vô luôn hả? Đúng rồi, lần đầu tiên mình dám vô đây luôn. Chứ bình thường thì mình chỉ ở ngoài mình câu cá thôi, mình cũng không có đi sâu vô đây. Dạ. Cũng nói chung mình cũng sợ tại vì trong rừng rú không rắn rít rồi này kia kia nọ. Dạ. Bây giờ chị Ngọc ơi, à, anh có đem cho chị gạo với mì nè. Bây giờ là tụi em chút xíu nữa đi mua cho chị đồ thịt để mà chị làm đồ ăn ăn cơm ha, ăn uống đàng hoàng ha chị Ngọc ha. Anh, à, ăn bữa thịt kho đi chứ chắc có thể lâu lắm rồi là chưa có được mà ăn cơm với thịt kho đúng không Ngọc? À, vậy nhà chị ở đâu? Ở miền Tây không hả? Thì giờ trước mắt thì cũng không biết nhà mình đâu á. Thì tôi ở gần đây nè, tôi ở ngoài đầu đường đây. Ví dụ mà chị có hết gạo, hết mì gì đó thì có thể là nhờ mấy anh YouTube nè. Rồi mấy anh gọi cho tôi rồi có thể tôi hỗ trợ cho chị. Trước mắt thì cứ như vậy. Thì mà tôi thấy thì mấy anh đây cũng người tốt. Thì có gì nhờ mấy ảnh tìm cho nhà mình ở đâu địa chỉ gì đó rồi mình về đi chứ nói thẳng ở đây con gái chị có mình chị cũng nguy hiểm lắm. Thì, nghe chị Ngọc. Thì thôi coi tôi ở đây coi cho tôi là dân ở đây đi. Dạ. Thì cũng nhờ mấy anh coi chừng hỗ trợ cho chị ở nhà chị ở đâu thì tìm giúp chị rồi để cho chị về chứ ở đây đúng là không tốt đâu. Dạ. 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 Thôi thì giờ tôi cũng có việc thôi thì phải đi rồi. Dạ dạ. Dạ, dạ. Thì, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Dạ. Vì còn lại thì nhờ anh em nha. Dạ. Rồi có thiếu thốn cái gì đó có thể liên hệ cho tôi là tôi giúp đỡ chị về phần thực phẩm thế này kia thôi. Rồi ok, dạ. Hôm nào có đi đến đây câu cá có cá đó thì vô đây cho ha. Dạ ok. À, rồi, chứ rồi, là rồi, cũng rồi, cho nướng chui cũng được. Rồi rồi cảm ơn em trai. Cảm ơn anh nhiều. Rồi rồi ok, em cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Dạ thôi tôi xin phép nha. Rồi rồi cảm ơn anh nhiều. Cũng như là đây là cũng anh Mạnh Thường Quân mà trước đây cũng vừa gặp anh em thì cũng thấy cái cô gái này rất là lâu rồi đó, và ngày hôm nay anh lại ảnh có coi được clip thì ảnh thấy là chị Hương đã giúp cho chị Ngọc xong rồi thì ảnh lại ảnh cho gạo với mì. Ủa mà quên nữa chị Ngọc, sao ngày hôm trước vé tiền lên cho chị đồ mà chị không bận lại bận đồ này nữa rồi. Thì sao lại chị bận bộ đồ này nó cũ rồi mà chị bận một bộ mà chị bận hoài vậy? Em thích mặc đồ này. Rồi. Đồ kia ơi. Thấy bận đẹp hơn, sạch sẽ hơn á, sao rồi. Không bận? Em thấy mặc nó không có quen. Bé tiện lên cho chị 2-3 bộ luôn mà sao chị cứ thay đồ này chị bận nữa rồi? Rồi sao chị Ngọc? Khi mà ngày hôm nay có anh Mạnh Thường Quân đến cho mình đồ gạo nè, rồi thức ăn mì gói luôn nè, thì chị có vui không chị Ngọc? À, nhưng mà em nói nè, rồi hôm qua nay thì tụi em cũng cố gắng lại đâu đến đây là thuyết phục chị, giống như là tụi em cũng mong muốn giúp đỡ cho chị là đi ra ngoài cái phòng trọ ở. Mà ngày hôm nay thì chị có suy nghĩ lại chơi, chị có đi cùng với tụi em không? Dạ không. Sao vậy chị Ngọc? Hả chị Ngọc? Đi ra ngoài kia ở thì em đâu có phải tốn tiền bất cứ gì đâu, như là tụi anh giúp cho em mướn cho em có nhà trọ, rồi như là mì với gạo thì tụi anh cũng lo cho em ăn hàng tháng có tốt hơn ở trong đây chứ. Tụi em sẽ hỗ trợ giúp cho chị công ăn việc làm nữa, nó thoải mái hơn là chị ở trong này chứ. Mình là phụ nữ đó chị.
khi mà mình ở trong rừng như thế này này thì ban đêm ban hôm nó cũng nguy hiểm lắm. Thì cái tập trước em cũng nghe chị nói là có người nào mà ở ngoài ngoài thì xì xào làm cho chị không ngủ được đấy, cho nên em cũng sợ những người xấu đó, họ cũng là sợ là xem được những cái video như thế này nè cứ lẩn quẩn ở chỗ chị á, thì lại ảnh hưởng rất là nhiều về chị đấy. Cho nên là chị nghe lời tụi em, để tụi em kiếm phòng và đưa chị về nơi cái phòng trọ đó ở chị nhé. Đi nha chị Ngọc nha. Chứ giờ chị ở đây mưa gió là càng ngày nó càng mạnh hơn, lớn hơn nữa đó. Như nói chung nha, ở đây thì nãy giờ anh em vô đây đó thì cũng cái con dắt rất là nhiều luôn. Anh em mình là một người cắn mấy con rồi đó. Mà em ở đây thì như là tối em ngủ á, lỡ mấy con dắt nó vô nó cắn em là tùm lum tà la hết rồi, không có đảm bảo được cái sức khỏe của mình nữa. Ra ngoài nó ăn uống như là nó đầy đủ, là ví dụ nước nôi nè, nước sạch nè, rồi mình muốn ăn cái gì á, thì mình cũng ăn được để mình cải thiện sức khỏe mình cho nó tốt, để mình còn phải còn có sức khỏe để mình làm kiếm tiền để mình lo cho tương lai mình nữa. Chứ em cứ ở trong khu rừng này hoài á là không có được đâu Ngọc ơi. Còn về vấn đề mà chị kêu là chị sợ người cha ra thấy mặt á, thì đã là tụi em nói là đưa về ở gần cái công ty của tụi em á, cho nên là về cái phần mà người cha mà nếu mà có đến nó gặp chị đi nữa thì chắc chắn tụi em chắc chắn là một điều là người cha đó sẽ không bao giờ gặp chị được, vì chưa có qua sự cho phép của tụi em á. Cho nên là về cái vấn đề mà chị kêu là thấy người cha mà sợ gặp người cha là chị yên tâm về vấn đề đấy chị nhá. Nhưng là không sao hết, tại vì nói chung ra là người cha nó muốn gặp á, thì như là em không có cho ổng gặp thì sao ổng gặp được em. Tụi em bảo đảm chị vấn đề đó tuyệt đối là coi như là không, người cha không bao giờ có thể là tìm gặp được chị đâu. Tụi em có thể là hỗ trợ giúp cho chị thay đổi cuộc sống của chị, điều đó là tụi em chắc chắn là sẽ làm được. Hay là chị còn cái gì đấy ở đây còn vướng bận điều gì chị có thể chia sẻ tụi em được, tụi em có thể giúp được cái gì cho chị thì tụi em sẽ giúp. Là sẵn trên clip này nè, mấy anh em hôm nay là chia sẻ nè, thí dụ em có muốn nhắn nhủ cái gì đến người thân của mình không Ngọc? Dạ không. Sao vậy? Tại vì mấy cái lần trước á cũng nghe chị Ngọc nói là muốn tìm người mẹ, nhưng mà chị có thể là cho một chút thông tin gì đấy, ví dụ về chị á, nói như thế nào để cho người mẹ mình á còn nhận biết được mình khi mà xem qua những video. Vì mà tụi em cũng nói với chị là cho lộ cái khuôn mặt ra để cho tụi em có thể là quay chia sẻ lên để người mẹ nhận, nhưng mà đến ngày hôm nay chị cũng chưa có cho phép ra, là cũng không có muốn lộ diện khuôn mặt á, cho nên là người mẹ nếu mà có nhìn xem được cái video này là cũng khó mà phân biệt và cũng khó mà biết được chị là người như thế nào. Đúng như rồi, thế nào như là chị biết nha. Tên tuổi thôi, nhưng mà cũng chưa chắc là phải có một cái điểm gì đấy á, chị có thể là tiết lộ ra để cho mọi người ở đây giống như là cộng đồng mạng người ta còn nghe được, biết được, hiểu được về cái vấn đề đó, là chị sẽ tiết lộ ví dụ là một cái tình tiết, một cái câu chuyện gì đấy để cho người mẹ của mình nhớ đến không chị? Em không nhớ gì về mẹ em. Ví dụ như là về cái ký ức của chị đi, như trường học hoặc là một cái chợ hay một cái gì đó mà chị còn có thể nhớ được. Tại vì thấy như là tụi anh thì cũng muốn là Ngọc nè có thể là cho tụi anh thấy cái gương mặt của em để như là tụi anh quay lên đó, để cho nhầm khi người thân em nhận em được không Ngọc? Dạ không. Sao kỳ vậy? Mà như là anh thấy như là lúc mà cái dáng em bận cái bộ đồ mà của bé Tuyền cho em á, thì thấy cũng như là sáng láng, mà tụi anh là chưa có thấy cái gương mặt của em. Như là cái gương mặt em, nếu mà theo anh em nghĩ là cái gương mặt của Ngọc á như thế nào anh em? Em nghĩ là gương mặt của chị là nhiều khi là có nhiều cái vết bớp á, là do là cái thời gian mà bị ông cha đó, ổng làm này làm kia đó, nhiều khi là ổng có tác động lên đó nữa. Em nghĩ tác là động vật lý á hả? Nên bây giờ á là chị rất là tự ti, không có tự tin mà dán cái mái tóc của mình ra. Thì cái đó là như là cũng theo cái phần suy đoán như là Hải nói vậy á, thì mình thấy cũng có lý. Mà như đôi lúc á, như là nhầm khi bây giờ á, là em cứ đừng có ngại về cái vấn đề cái gương mặt của mình như thế nào. Thì cái quan trọng là người thân của mình á, là muốn thấy cái gương mặt của mình như thế nào để người thân đón mình về. Để như là thí dụ em có bệnh gì á, thì để người thân trị bệnh. Chứ nếu mà em cứ như vậy hoài á, thì như là cái sức khỏe của mình
mình không cải thiện được thì làm sao mà người thân mình á để nhận dạng ra mình để cho mình cải thiện cái sức khỏe đời sống mình được. Giờ chị Ngọc hé được không? Hé cái mặt ra xíu cho tụi em coi đi. Không chịu luôn. Không chịu luôn. Giờ hé xíu không cho luôn. Nói chung cũng có nhiều cô chú bình luận trên kênh anh em mình nói là tại sao như là 3-4 người mà không có mà vô để mình dở tóc người phụ nữ ra, cái đó là cái quyền giới hạn của người ta. Mình không thể nào mà mình tự động mình vô mình muốn là dạch tóc tai người ta coi mặt không có được, phải có cái sự cho phép. Anh em công nhận không? Dạ. Yeah. Chứ đâu phải mình mà tùy tiện mình vô mà muốn như là không có được sự cho phép của người ta mình đâu có làm gì được. Dạ. Yeah. Thì như là bữa giờ tụi em cũng thật sự mà nói là cũng không biết đó như thế nào nữa. Tụi em cũng muốn là chị đồng ý theo tụi em về đi ở trong cái phòng trọ chị ơi. Chứ chị ở đây ban đêm ví dụ mưa gió chị như chị ngủ mấy lần trước chị cũng thấy rồi đấy, mưa gió thì nó dột tùm lum hết trơn ở trong này, muỗi dắt thì tùm lum nữa, rồi mấy con rắn rết nó bò ra rồi nó xảy ra cái chuyện gọi là không mong muốn nữa. Thì như là theo anh nghĩ cho anh em bây giờ hiện bây giờ là cái bước đầu tiên là như là cũng có Hương hỗ trợ anh em mình về cái vấn đề là về cái bệnh lý của thiếu nữ á. Yeah. Đã xong thì bây giờ cái bước tiếp theo á thì anh em mình làm sao mà thuyết phục thiếu nữ để đi ra ngoài nhà trọ đó. Ừ. Để ở để như là mình ăn uống đồ này nọ cho nó đầy đủ để không thôi là sống trong đây là giữa cái cánh rừng heo hút như vậy là không có người đến á. Ừ. Thì cũng thấy cũng anh em mình xót, như là mình thấy cái cảnh này á thì như là bản thân anh em mình vô đây mà mình cũng không muốn vô nữa mà. Yeah. Chứ đừng nói chỉ là một người phụ nữ mà sống mà ở heo hút ở trong một cái cánh rừng già như vậy. Theo ông nghĩ thì coi như là mình sẽ tiếp xúc từ từ với chị đi, coi như là cho chị quen với mình, rồi từ từ thì chị có thể thay đổi. Chứ bây giờ mà làm ào tới á thì khả năng cũng rất là khó. Vì chị thì cũng sinh sống ở trong đây một thời gian cũng rất là lâu rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái biến cố của chị mà hiện tại bây giờ á thì chị cũng đang nhớ lại từ từ. Thì mình để cho chị có cái thời gian đi ổn định là sức khỏe ha. À, Ngọc nè, cho anh hỏi nè Ngọc, như là em biết nấu cơm không? Dạ, có. Biết nấu cơm hả? Như là lâu lắm không nấu cơm, chắc đợt này nấu cơm chứ một nhão hai sống quá. Chứ anh thấy cái thời tiết này mưa gió gì hoài à, củi ướt nên sao nấu cơm được. Như là anh em một hồi nữa mình đi mua cho Ngọc miếng thịt đi ha. Như là sẵn đó anh em mình mua đầy đủ dụng cụ luôn ha. Nước mắm nè, rồi bột ngọt nè, đường nè ha, cho nó đầy đủ đi. Chứ nếu mà bây giờ mình mua thịt đó mà không có nước mắm kho bằng gì giờ. Hay là chị có sợ tụi em này khi nọ với chị nữa không? Em nói như thế này nè chị, không phải là tụi em giúp một mình chị đâu. Tụi em thì từ xưa giờ thì cũng đi giúp đỡ rất là nhiều người rồi đó. Cho nên về cái vấn đề mà chị em cũng sợ là bữa giờ chị ơi, thì chị cũng có thể là chia sẻ cho em thêm về cái câu chuyện mà hôm trước chị cũng nói kể về người cha hoặc là người làm bùi đó. Thì tụi em cũng có nghe qua nhưng mà kiểu như là cái vấn đề nó còn cũng hơi chung chung á, thì em cũng chưa hiểu, chị có thể là nói rõ hơn về vấn đề. Và cái ngày mà chị phát hiện cái lá bùa á chị, thì ngày hôm đó là như thế nào, chị kể rõ hơn giúp em được không chị? Vô quét trong phòng của ba em. Ừ. Thì em vô tình em quét dọn, em thấy cái hình nộm á. À. Ủa nhưng mà tại sao chị lại biết cái đó là bùa? Dạ, trong hình nộm đó có tên với lại ngày sinh của em. Ồ. Rồi em mang qua hỏi hàng xóm. Dạ. Hàng xóm mới nói là cái đó bị người ta yểm bùa em. Ủa nhưng mà chị ơi, ví dụ chị thấy cái bùa đó là chị có tiêu hủy nó không? Hay là chị vẫn để lại chỗ cũ? Dạ không, em cầm qua hỏi hàng xóm, xong rồi hàng xóm chỉ em qua bên thầy cho thầy gỡ. À, rồi như vậy là cái lá bùa đó là chị đã cho thầy gỡ rồi. Mà khi thầy gỡ xong thì chị mới lên tìm việc làm hả chị? Dạ, cái này
có được. À. Xong em mang về nhà lại. À. Như vậy là tính tới khi thì hiện tại mà chị nói là chị có lên tìm việc á, là đến bây giờ là tới cái ngày mà chị đi tìm việc á, chị có nhớ là cách từ cái lúc đó mà đến cái lúc hiện tại chị đang gặp tụi em nè, là nó lâu không chị? Từ khi mà em biết em bị ấm bồ mấy hôm sau thì em chỉ nhớ là em theo người ta đi làm thôi. À, đến bây giờ chị không có nhớ gì luôn. À, nhưng mà chị như thế này nè, thì cái câu chuyện của chị á, thì tụi em cũng rất là đồng cảm. Thì tụi em cũng mong một lần nữa thì cũng như lúc đầu tụi em nói thôi, cũng rất là mong muốn chị về ở chung với tụi em. Và những cái lần hoàn cảnh trước là bé Bảo Anh đúng không em? Đúng rồi. À, bé Bảo Anh á, thì tụi em cũng đã cưu mang, và hiện tại bé Bảo Anh hiện tại cũng đang ở trong công ty của tụi em. Thì cũng rất là mong chị về ở với bé Bảo Anh, để cho gọi là hai người ở chung với nhau, để có cái thủ thủy thì cũng đỡ hơn ở chị ở ngoài đây. À, ngoài đây thì chị thấy đấy, rắn rết rất là nhiều, và nó cũng còn nguy hiểm cho chị về vấn đề, ví dụ là khi mà người lạ có thấy chị một mình phụ nữ ở đây á, thì rất là quan ngại về vấn đề đấy. À, thôi chị ơi, thì bây giờ nè, chị theo tụi em về nhá. Đi chị gái ơi. À, đi Nam ơi. À, em vào trong, em xách. Em phụ đi, em phụ xách cái thùng mì đi. Đồ mì rồi, gạo rồi đó. Đồ mà hồi nãy anh cho đấy. Đây chị ơi, đây tụi em nè. Đây. Ơi, cái bao gạo đó kìa Nam. À dạ. Ừ. Rồi đây. Đây chị ơi. À, mọi người ơi, chị đã đồng ý đi ra thùng với tụi mình rồi. Thì cũng rất là vui luôn. Thì mấy hôm nay thì anh em cũng gọi là cũng đã cố gắng hết sức khi mà thuyết phục đây chị. Thì cũng chị đã đồng ý các vị. À, chị cứ đi thẳng ra. Đi trước nha. Ơi chưa, thằng té chị. Rồi cuối cùng thì bây giờ là chị Ngọc cũng chưa ra ngoài đó là vậy. Bây giờ chị nghe, chị Ngọc nghe hay là anh em mình rồi. À, quá tuyệt vời rồi. Hy vọng là sẽ sớm đưa chị Ngọc về với gia đình và đưa ra khỏi khu này là thấy là thoải mái rồi. Anh thấy anh khỏe rồi đó. Anh em cũng rất là tò mò về vấn đề người mẹ đấy Nam. Dạ. Chị nói là chị cũng không nhớ người mẹ. Thuyết phục dữ lắm cái được. À, quá trời quá đất. Mấy hôm nay rồi đó. Mấy hôm nay rồi, cả nửa tháng rồi anh em nha. Ừ, lâu rồi. Cuối cùng chị cũng đã được cái xe trong kìa. Em lấy xe cho. À, đây bên dưới đây, lấy xe dưới nè. Đây. Đây đi, chị đi. Đi đi. Chiếu anh. Đây xe em tới nè. Đây lần đầu tiên là chị ra luôn á. Chị thấy ra ngoài có mát không vậy? Thoải mái hơn ở đâu kia nhiều. Ê, chị. Sao vậy chị? Chị Ngọc. Ngọc. Hay là bà quên cái gì? Chị. Chị quên cái gì vậy chị? Ngọc, gì vậy ta Ngọc? Chị Ngọc ơi, chị, sao vậy? Sao phải đi vô tay trong vậy trời? Chắc quên đồ rồi, để vô chổng cho Ngọc. Lấy đồ anh em ơi. Chắc quên đồ vậy đó. Chắc có thể là quên gì quan trọng trong dữ lắm, thấy đi lẹ quá nè anh em. Chắc thể quên vàng tiền như cũng đó rồi đó. Chị Ngọc ơi, ủa? Chị quên gì hả? Quên đồ hả Ngọc? Sao đứng đi rồi chở vô rồi? Hả? Chị gì vậy? Không, em không đi nữa. Ủa sao vậy? Hồi nãy đồng ý với tụi em rồi mà. Nãy đồng ý đi rồi mà. Sao vậy Ngọc? Chị sao vậy? Em không đi nữa. Sao chị không đi? Có chuyện gì với chị vậy? Có chuyện gì không? Chị ra ngoài đó chị thấy cái gì hay là như thế nào? Em ra ngoài đó em sợ. Chị sợ cái gì? Bây giờ có tụi em ở đây này, chị đừng có sợ gì hết á. Trời ơi. Sao tự nhiên bà ra cái bây giờ mà bà lại quay lại vô đây đây? Biết không? Không biết luôn á. Hay là chị quên cái gì nữa hả? Ở đây có gì của chị không? Để tụi em lấy ra cho. Xe tới rồi mà. Ừ. Em đi ở đâu? Rồi chị đi hết đi. Chị không đi, chị ở đây luôn hả? Rồi trời, tính sao đây anh em? Cái này khó à. Mới đồng ý xong rồi cái giờ quay lại cái không chịu đi rồi. Hay là chị có cái vô gì cất ở đây mà không muốn cho tụi em thấy. Nếu mà vậy thì tụi em đi ra ngoài. Rồi chị lấy đi rồi chị đi ra với tụi em nha. Giờ chị không muốn đi nữa hay sao?
Lý do tại sao chị không đi? Sao hả? Chị đồng ý rồi mà tự nhiên chị đi vô rồi chị ra, tới đó chị quỳnh lưu lại. Xe tụi em cũng đã kêu tới rồi. Đây chị về về với tụi em đi chị. Bây giờ chị về chỗ tụi em, cho em thuê cho chị chỗ ở ăn uống này kia. Rồi đợi tới em tìm được mẹ chị rồi đưa cho chị về. Bây giờ em nói chị nghe, chị Ngọc nghe vậy nè. Cái vấn đề ba của chị hiện giờ là ba chị sẽ không biết chị ở đâu đâu. Ừ. Tụi em sẽ bảo mặt cho chị an tâm phần đó. Ừ. Còn về vấn đề mẹ, để tụi em cố gắng tụi em tìm hiểu và có thể là tụi em chia sẻ những hình ảnh như thế này nè. Có thể là người mẹ của chị có nhận ra chị đấy. Cho nên hồi nãy em mới hỏi chị là chị có những cái đặc điểm nào để cho người mẹ nhận ra không? Hay là chị muốn là khi nào có người mẹ xuất hiện thì chị mới chịu về? Hay như thế nào chị cần nói thôi chị, để cho tụi em được biết á. Cho chị mà như thế này tụi em cũng không biết xử lý như thế nào luôn. Tụi em đúng không rồi. Biết làm bằng cách nào để thuyết phục chị ra nữa. Chị có cái gì mà không vừa ý hay phật lòng hay gì đó thì chị nói cho tụi em biết đi. Hay thì đi ra ngoài đó là thấy cái gì đó hay sao. Chứ không không mà chị nãy chị đồng ý đi tụi em đi ra gần tới lộ rồi, cái giờ chị quay lại là sao? Rồi anh em ơi gì nè, bây giờ nói chung ra mình đi tắt máy rồi mua miếng thịt đi cho mà Ngọc kho thịt ăn đi rồi mình đi anh em.